Những năm qua, nhờ khai thác tốt tiềm năng thế mạnh về đất đai, khí hậu và nguồn lao động dồi dào, kinh tế lâm nghiệp của xã Tân Phúc đã có chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Xã Tân Phúc có trên 4.400 ha đất tự nhiên, trong đó đất quy hoạch lâm nghiệp là hơn 2.000 ha. Những năm trước, do nhận thức của người dân còn hạn chế đa phần nông dân không ẩn mà với việc đầu tư phát triển rừng sản xuất công tác chăm sóc bảo vệ rừng chưa được quan tâm chú trọng nên hiệu quả kinh tế chưa cao để phát huy tiềm năng thế mạnh từ rừng ủy ban dân xã đã tăng cường tuyên truyền vận động để người dân nhận thấy được lợi ích kinh tế từ trồng rừng triển khai đầy đủ kịp thời các cơ chế chính sách hỗ trợ trồng rừng phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng chăm sóc bảo vệ rừng, xây dựng vùng trồng và định hướng đưa các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Nhờ vậy, nhiều diện tích đất lâm nghiệp trước đây bị bỏ trống này đã được người dân tận dụng trồng rừng với màu xanh phủ kín, doanh thu bình quân từ kinh tế đổi rừng hàng tỷ đồng trên một năm, tạo việc làm và tăng thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. Nhờ chỉ đạo tập trung những năm gần đây, phong trào phát triển kinh tế đồi rừng đã được các chủ rừng tại địa phương ủng hộ và làm theo. Cùng với phát triển kinh tế đồi rừng, xã Tân Phúc còn đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao như cây dược liệu, cây ăn quả vào sản xuất. Việc đa dạng hóa phương thức sản xuất dựa trên thế mạnh về diện tích đồi rừng, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn xã, phát triển vượt bậc, đời sống của người dân đã được nâng lên. Thực tế sản xuất cho thấy lâm nghiệp chính là ngành kinh tế mũi nhọn Chính vì vậy, Đảng ủy, Ủy ban dân xã Tân Phúc sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển kinh tế đổi rừng, trang trại, góp phần nâng cao đời sống. Đồng thời khuyến khích kêu gọi đầu tư xây dựng thêm cơ sở chế biến lâm sản, bảo đảm thị trường tiêu thụ cho diện tích đồi rừng của địa phương và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Sau khi hoạch thì được công ty